Kinh Thánh học thuộc lòng của Hội Thánh Lời Chúa. Sách Giăng thứ nhất đoạn 5 câu 13. Ta đã viết những điều này cho các con. Hầu cho các con biết mình có sự sống đời đời là kẻ nào tin đến danh con Đức Chúa Trời. Roma đoạn 6 câu 23 vì tiền công của tội lỗi là sự chết nhưng sự ban cho của đức chúa trời là sự sống đời đời trong đức chúa giêsu christ chúa chúng ta epheso đoạn 2 từ câu 8 đến câu 9 và ấy là nhờ ân điện bởi đức tin mà anh em được cứu điều đó không phải đến từ anh em bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình. Roma đoạn 3 câu 23 Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Matthew đoạn 5 câu 48 Thế thì các ngươi hãy nên trọn vẹn như cha các người ở trên trời là trọn vẹn. Giác đoạn 2 câu 10 Vì người nào giữ chọn luật pháp mà phạm một đều răn thì cũng đáng tội như đã phạm hết thảy. Sách Giăng thư tín 1 đoạn 4 câu 8b Đức Chúa Trời là sự yêu thương Xuất Egypto Ký đoạn 34 câu 6b đến câu 7 Jehovah Jehovah là Đức Chúa Trời nhân từ thương xót chậm giận đầy giấy ân huệ và thành thực ban ơn đến ngàn đời xá đều gian ác tội trọng và tội lỗi nhưng chẳng kể kẻ có tội là vô tội và nhân tội tổ phụ phạt đến con cháu trải ba bốn đời Giang đoạn 1 câu 1 Ban đầu có ngôi lời Ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời Và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Răng 1 câu 14 Ngôi lời đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật. Chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiện của con một đến từ nơi cha. Esai 53 câu 6 Chúng ta Thầy đều như chuyên đi lạc, ai theo đường nấy. Đức giê hô va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất lên người. Giác cơ đoạn 2 câu 19 Ngươi tin rằng chỉ có một Đức Chúa Trời mà thôi. Ngươi tin phải, ma quỷ cũng tin như vậy và run sợ. công vụ các sứ đồ đoạn 16 câu 31. Hai người trả lời rằng: Hãy tin Đức Chúa Giêsu thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. Khải Huyền đoạn 3 câu 20. Này, ta đứng ngoài cửa mà gõ. Nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho thì ta sẽ vào cùng người ấy ăn bữa tối với người và người với ta. Giăng đoạn 6 câu 47. Quả thật, quả thật ta nói cùng các ngươi, hễ ai tin thì được sự sống đời đời. Giăng đoạn 1 câu 12 đến câu 13. Nhưng hễ ai đã nhận ngài thì ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời và ban cho những kẻ tin dân ngài là kẻ chẳng sanh bởi khí huyết hoặc bởi tình dục hoặc bởi ý người nhưng sanh bởi đức chúa trời vậy Thessalonica thứ nhất đoạn năm câu 16 sáu câu 17 bảy hãy vui mừng mãi mãi cầu nguyện không thôi Josue đoạn một câu tám quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong. Vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình và mới được phước. Hebrew đoạn 10 câu 25. Chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau nếu anh em thấy ngày của Chúa càng gần chừng nào thì càng phải làm như vậy chừng nấy. Công vụ các sứ đồ đoạn 2 câu 42 Và những người ấy bền lòng Dưới lời dạy của các sứ đồ sự thông công của anh em lễ bẻ bánh và sự cầu nguyện. Phi thứ nhất đoạn 3 Câu 15B. hãy thường thường sẵn sàng để trả lời mọi kẻ hỏi lẽ về sự trông cậy trong anh em xong phải hiền hòa và kính sợ